Đừng xỉa răng nữa hỡi quý phu nhân thân yêu. Đã là vợ của Long khoa học là phải xỉa răng cũng khoa học. Biết cái này cái gì không? Cái gì vậy? Tắm nước hai chiều. Anh tét mỡ vật trên hàm răng, cứ tưởng tượng đây là hàm răng của vợ bạn. Tại sao tháng này lên chưa có? Tôi đã làm bẩn nó bằng đất cát, vụn thức ăn, thậm chí là cả thịt. Đấy, khi nhai thì những cái này nó sẽ có thể là coi như mắc cái kẽ răng đi. Và để khô trong vòng khoảng 2 giờ. Rồi sau đó đối chiếu sử dụng giữa tăm răng và tăm nước hai chiều Flossy. Đây cái miếng thịt dắt vào kẽ răng, mà nếu như các bạn đâm vào như thế này, úi rồi lấy được miếng thịt nhưng mà bay mất miếng răng. Tăm tre truyền thống chắc chắn nó sẽ không thể làm sạch ở bên trong phần hàm, thậm chí còn gây ra thưa răng, chảy máu nướu. Chính vì cái này nó đã bị khai trừ ra khỏi văn hóa rồi. Với chỉ nha khoa này, những cái kẽ răng như thế này rất là khó lấy, và lấy xong rồi nó cũng không sạch được cả hai bên. Đấy, nó khá là tốn thời gian và khá là kỹ. À, bây giờ chúng ta sẽ sử dụng tăm nước. Đi một đường qua, và cái quan trọng là nó lái 360 độ theo cái hàm răng của bạn. Đấy, nó có thể đi một đầu một lượt là nó có thể làm sạch cả bên trong lẫn bên ngoài. Cứ chỉ cần đưa thôi, cái đầu đấy nó tự xoay. Hai cái kia đấy mạnh hơn rất nhiều rồi hả Khang? Nó không bị ê răng ấy. Còn cái tăm nước hai đầu này nó sẽ giúp cho bạn làm sạch cùng một lúc cả bên trong bên ngoài. Nó sẽ tiết kiệm thời gian hơn. Kể cả những cái môi trường có lực cản mạnh như nước thì nó vẫn có thể làm sạch tất cả những cái vụn bám thức ăn ở bên trên răng. Ngoài ra thân máy thì cũng trúng nước IPX7. Rất là mạnh mẽ. Về cái độ an toàn thì kể cả khi có dùng ở cái mức cao nhất 140 PSI thì cũng rất yên tâm. Nhìn xem mức độ hư hại gần như là không có. Rất an toàn cho nướu. Nhưng mà nếu như các bạn thử là đặt cái tăm xỉa răng lên trên này thôi nhá, mặc dù rất nhẹ nhàng thôi, nhưng mà nướu của bạn sẽ rất dễ bị tổn thương. Nó rất là sạch, bởi vì cùng một lúc các bạn sẽ cảm thấy có một cái dòng nước ấy nó xuyên thẳng qua cái kẽ răng của bạn, mà bên trong cái răng hàm nó rất là khó. Với những người niềng răng thì Flossy có tặng kèm cái vòi nước một chiều này, cho những cái người mà sử dụng mắc cài này, cho trẻ em này. Đây là một cái điểm cộng cho cái sự tinh tế. Và có 5 chế độ từ 20 cho đến 140 PSI. Thời gian sử dụng của nó rất là lâu. Sạc 2 giờ, sử dụng 3 tuần là cái con số tối thiểu. Còn lại là tôi dùng thì cả tháng cũng không cần phải sạc lại một lần. Đầu sạc này lại còn là chân tai C. Điện thoại cơ bản của nhà nào thì cũng có, nên là không cần phải mua thêm. Nói chung là tất cả mọi thứ đều rất là tiện lợi. Về cái độ thẩm mỹ thì thôi thì tôi cũng chả nói làm gì nữa. Đã khen bao nhiêu buổi rồi, bây giờ lại khen tiếp nó đẹp nữa thì nó hơi mất thời gian cho các bạn. Về cơ bản thì khả năng làm sạch sâu và độ an toàn của tăm nước hai chiều là không cần phải bàn cãi nữa rồi. Đây đang là phương pháp làm sạch tiên tiến nhất hiện nay. Kết hợp cái tăm nước này với bàn chải đánh răng thì chắc chắn là răng sẽ sạch, đẹp, khỏe và rất đáng để sử dụng. Sản phẩm đang được giảm giá tới 50% từ 2.050.000 xuống chỉ còn hơn 900.000. Anh em nhanh chân mà mua về cho vợ đời đời vui tươi.